Ngày 10 tháng 3 năm 2022, tại thành phố Amsterdam của Hà Lan, công ty kỹ thuật và bảo dưỡng máy bay Air France Industry KOM Engineering Maintenance và hãng hàng không Bamboo Airways đã tiến hành ký kết thỏa thuận ghi nhớ hợp tác về gói hỗ trợ bảo dưỡng động cơ trị giá 750 triệu đô la Mỹ. Theo thỏa thuận ghi nhớ hợp tác, AFI KOM E&M sẽ cung cấp các dịch vụ hỗ trợ và sửa chữa các loại động cơ cho đội bay A320 của Bamboo Airways cung cấp các gói bảo dưỡng loại C mới cho dòng tàu bay Boeing 787 của Bamboo tại các cơ sở ở Amsterdam cũng như cung cấp các hoạt động bảo dưỡng tại các cơ sở mở rộng dựa trên mạng lưới đường bay của Bamboo Airways. Bamboo Airways cũng có thể tiếp cận với dịch vụ của EB công ty con của AFI KLM E&M, chuyên bảo dưỡng động cơ phụ trợ nhằm hỗ trợ các động cơ cho máy bay Embraer và Boeing 787 của hãng tuần ghi nhớ hợp tác giữa afi klm E&M và bamboo airways nối dài thêm thành công của quá trình xúc tiến phát triển hợp tác giữa bamboo airways với các đối tác chiến lược tại thị trường châu âu nhằm thúc đẩy mạng bay quốc tế của hãng